Bây giờ chúng ta vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh ở phía đầu cầu Nhật Tân. Còn trong những khoảnh khắc mà chúng ta nhìn thấy không khí ở trên chiếc xe buýt thì chúng ta có thể nhìn thấy các cầu thủ hoan hỉ như thế nào, đúng không ạ? Chiếc xe buýt đã chạy nhanh hơn được một Vâng. chút rồi và rất nhiều người hâm mộ cũng chạy theo đoàn xe luôn. Và chúng tôi xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ mong mỏi một điều rằng lễ đón tiếp ngày hôm nay sẽ diễn ra cực kỳ suôn sẻ và an toàn nữa. Hãy lưu ý tới an toàn giao thông. Hãy nhường đường, hãy để ý tới đường đi của mình một chút và để có được sự an toàn tốt nhất cho mình và đoàn diễu hành về với tới trung tâm thủ đô. Câu chuyện trở lại với câu chuyện của anh Như Thuần về bóng đá trẻ. Đây là câu chuyện mà có lẽ là nhiều người là không muốn nói tới vào thời điểm này. Đó là cái câu chuyện về về bóng đá trẻ Việt Nam, nhưng phải nói rằng là tin vui một tin không vui lắm là mọi thứ sẽ kết thúc vào tuần sau. Có thể là không khí giải U23 đã kết rồi và bây giờ chúng ta trở lại với thực tại của mình. Đội tuyển U23 này đã thành công bởi một vài trung tâm rất là quan tâm tới bóng đá trẻ hiện nay. Câu lạc bộ Hà Nội, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tạo ra một lứa cầu thủ tuyệt vời. Vietten trong những năm vừa qua, PVF đầu tư rất là nhiều.